Tao tên mày Bãi Vàng à? Nhưng mà mày có biết mặt hai đứa chưa? Mấy lần á thì cũng biết, nhưng sau Tân nó học ở trên thị xã thành ra chưa gặp. Giá như tiếng của tấm hình thì tốt. Hình à? Nhà này không có cái vụ chụp hình mà khỏi cần hình. Tất cả mọi đứa từ thằng nghe thủ đều giống ma nữa hết. Riêng con Sáu à, mày biết giống tao. Mày mà giúp tao tìm được nè. Hai đứa, mỗi một lần lính của Lâm Quân Phàm về Thành Vĩnh, dù Bãi Vàng thua trận, tao á, tao có sẽ tặng cho tụi bay hai con bò. Dạ, dạ. Hiểu rồi phải không? Con hiểu. Hiểu rồi thì hát một bài cho nó có chí khí. Đồng ý không nào? Đồng ý. À, hai, ba. Đồng dễ quốc quân một lòng ra đi. Nào có sai chi mong ngày chờ. Ra đi bảo tồn sông núi, ra đi ra đi ra chết cơ lui. Bảy, bé không ngủ được hả? Nhớ nhà phải không? Cũng nhớ nhà, nhưng càng nghĩ càng thấy thương anh Sáu quá.
Bé buồn vì ngày mai phải chia tay hả? Không phải. Vì sao ở nhà chẳng bao giờ ngủ chung với ba? Tưởng chuyện gì, đời bộ đội di chuyển nay đây mai đó, ngủ chung là chuyện thường. Ba đã bảo anh Sáu vô ngủ chung với ba mà anh đâu có chịu. Tại anh thích ở ngoài này cho thoáng. Chắc ở nhà anh Sáu thương bảy lắm ha. Ảnh có học là nhiều tài, ở nhà chắc đào qua. Nhiều cô thương ảnh lắm phải không? Tài thì chẳng có, mà tật thì đủ thứ. Em nói thiệt đó, thật ra anh Sáu rất nhiều tật, ai thương ảnh phải khổ suốt đời đó. Nè, chị có nghe em nói không vậy? Út đừng có thèm để ý ảnh chi cho mệt. Chuyện gì vậy? Thử nhìn coi, sao làm kiểu gì vậy? Chết rồi. Tao tưởng đang nằm với mày với chị Năm ở nhà, uống có một ly rượu mà không biết trời trăng gì hết. Nghe tụi nó ngáy, thấy mà sợ vậy đó. Thôi sao đừng nói nữa. Ngày mai chia tay rồi, em bắt đầu thấy lo cho Sáu. Sáu coi, Sáu ngủ với hai người, em đứng ngoài nhìn mà còn ớn như gà đó. Sáu ở lại, nhớ phải biết giữ gìn đó. Dù sao mình cũng vẫn là con gái. Thôi mà, bảy cứ an tâm đi. Chị thề với em, từ nay sẽ không bốc đồng nữa. Con đi đâu đó? Con đau bụng quá à. Nhớ lấy cây đèn dầu, ngoài trời tối lắm. Dạ. Cẩn thận nha con. Dạ. Tiếng ngủ không được hả? Mày đâu vậy? Hồi tối ăn quá trời luôn, bây giờ đã bụng quá. Cái gì vậy?
tất cả các đại đội, chặn hết tất cả các ngã đường, đề phòng âm thanh tập kích. Tất cả vậy hết đi. Má, má, dạ con tử. Ủa bụng ra giường chưa có thấy vô. Cô đi đâu vậy? Em đau bụng chị hai cũng biết mà. Ơi, đi ra ngoài tránh pháo. Cô đứng lại cho tôi hỏi. Mệt muốn chết, muốn hỏi thì mai hỏi. Cô đúng là cô chỉ điểm cho tay không? Cô đi đến đâu, phá băng lên đó. Cô tưởng tôi ngu không biết hả? Phải, tôi chỉ điểm á. Có giỏi thì bắn đi. Trong bụng tôi đang có giọt máu của anh nè. Giỏi thì bắn chết hai mẹ con tôi đi. Bắn mày hả? Bắn mày cho bẩn súng. Rồi đây tao sẽ đưa mày ra tòa án binh. Để mẹ ôi những đứa thông đồng với mày ra. Đưa đi. Ra tòa tôi sẽ nói chính anh đã ép tôi phải làm chuyện đó. Vì anh Hận Việt Minh đã bắt ông già của anh, tịch thu tài sản nhà anh. Đồ thứ già môn, biết điều cút ngay cho khuất mắt tao. Nếu không đừng trách tôi độc ác. Nè, nhớ học tập cho tốt, thường xuyên tin tức cho anh nha. Sao cũng phải giữ gìn sức khỏe đó. Bảy cứ yên tâm đi, em ở nhà sẽ thay Bảy chăm sóc cho anh Sáu. Sáu xuống đây. Sáu phải cẩn thận đó. Út sinh mà thương là rắc rối lắm đó. Mày cứ yên tâm đi, tao thừa cách ngăn cản mà. Thôi đi nhanh đi, coi chừng trời tối đó. Em đi nghe Sáu. Mọi người ở lại mạnh giỏi nha. Sao nhớ giữ gìn nghe sao? Ừ, nhớ rồi. Bảy nó nhờ em rồi đó nghe. Từ nay anh Sáu phải nghe lời em. Không lẽ anh viết thơ cho vợ sắp cưới cũng phải nghe em hả? Chứ có giỡn mặt nha. Anh Sao, tối qua Bảy đã kể hết với em rồi. Anh Tư Bê cử tao lập tổ trinh sát ba người. Tao đã nói với thằng Mười Lì rồi, mày có muốn đi không? Sao lại không? Mày có biết bắn súng lăn lê bò trường vậy đâu mà đòi đi. Mấy chuyện lạc giặc nó khó gì, có gan là được. Ừ. Thưa anh, phải kiểm tra đèn pin trong tiểu đoàn, coi ai mất đèn mà tìm ra. Ôi, cái loại đèn pin này ngoài thị xã bán thiếu gì. Nhưng dân trong ấp cả nhà giàu cũng không dùng loại đèn này. Thôi, tiểu đoàn như con thuyền gặp bão, bày đặt truy tìm khám phá cho thêm rắc rối. Tôi nghe ông bà Hai Lửa nói, trước lúc pháo kích, Năm Thiệt với Quay Ly vợ của Bảy Phàng rời khỏi nhà, pháo nổ một lát mới về. Biết đâu để đó, chứ nói rộng ra, cậu tiếp tục kín đáo, bám theo Quay Ly coi. Dạ. Anh Bảy, anh Bảy, anh Bảy. Em muốn nói là... Thôi im đi.
Ta biết mày muốn nói cái gì rồi. Thằng hai nó nhắn về, con Bảy đã học xong y tá nhưng được giữ ở lại trường để bồi dưỡng thêm. Còn con Sáu vẫn chưa có biết nó đang ở đâu. Vậy con ghé qua chỗ con Bảy, nói là ở nhà ba má thơ thứ lộ trốn nhà cho nó. À nè. Dạ. Nhưng mà con phải khéo léo, làm sao để nó tiết lộ chỗ con Sáu nghe con. Dạ. Con ráng vận động em Bảy à. À, ráng nha con. Dạ. Đường, đậu xanh, gạo, nếp, bánh tét. Con mang nặng một chút cho em Bảy nó mừng. Dạ. Bà làm cái gì vậy? Con Bảy đã mắc tội, thằng ba mang chật một ba lô quà. Bây giờ bà gửi thêm chục ký nữa, bộ con Bảy nó ngon lắm hay sao? Ông ơi, nó ở trong bưng thiếu thốn, cả năm chắc gì gặp được con. Ông tưởng đem như vậy là nhiều lắm sao? Lỡ con Sáu nó ở gần đâu đó, chị em nó có cái mà san sẻ. Tôi cấm bà nói chuyện con Sáu trước mặt tôi. Tội của nó tôi đã tha đâu mà bà tưởng. Thôi, bà ra coi con Ba chuẩn bị xuồng xong chưa. Tôi có chuyện muốn nói riêng với thằng Ba. Ba, con nhớ má dặn gì chưa? Dạ, má cứ yên tâm. Má đi nghe. Dạ. Thằng Ba nè, nói vậy thôi, con ráng mang các thứ này đi để cho bà vui lòng, đồng thời để cho con Bảy nó có cái dùng. Ba có 13 đứa con gái, ba kỳ vọng nhất ở con Sáu, nhưng nó bướng bỉnh trời gầm, cho nên ba giận ba tuyên bố từ nó. Nói vậy chứ hồi còn trai trẻ ba còn trời gầm hơn nó mà. Dạ. Con ráng tìm cho được con Sáu, đó là ý nguyện của ba. Con đừng nói gì cho bà biết, bà sẽ cười ba. Sát gì mà nằm hoài, bệnh quá. Theo anh Tư, lệnh trên tiểu đoàn xuống, bọn tay ở ấp Phước Thuận chuẩn bị càng lớn, hồng lớn đất, lập thêm bót, lập chính quyền ngụy quyền, nên đại đội phải bám sát chúng coi chúng bổ sung ra sao. Vậy đêm nào cũng phải trực ở đây tới sáng mới về hả? Đúng vậy. Vậy trong khi chờ đợi, tụi bay hướng dẫn tao sử dụng súng đi. Cha tôi bê kẹo thấy mồ luôn. Mượn một khẩu làm quai cũng không cho. Bộ mày tưởng súng của tao với thằng Mười Lì là được cấp hả? Cũng phải chui vô bóp ăn cắp ra, tự trang bị cho mình. Nè, cầm, cầm lấy. Đầu tiên á, mày phải nằm thấp xuống. Bán súng á, phải áp vô má của mày. Nheo mắt, nhìn đầu ruồi, nhắm thẳng mục tiêu, nới lỏng cái tay của mày ra. Mày phải làm cái kiểu như vậy nè. Đó. Ôi da. Đừng có giỡn mặt nha. Mày làm gì vậy? Mày khùng rồi hả? Thôi ơi, cho tao xin lỗi nha. Tại tao mắc bệnh nhột. Mày cứ hướng dẫn lời cho tao đi. Không phải. Cái đầu mày phải thấp xuống một chút, cái này cũng phải thấp xuống một chút. Cứ chổng mông lên như vậy, có ngày mày ăn đạn nát mông á. Mày lại làm sao vậy? Không, không có gì đâu. Súng nó lên đúng như tiểu đoàn dự tính. Thầm ơi, mày đi đếm xe, còn tao đếm lính. Còn mày chưa biết gì nằm im đó đi, coi như là coi hát cho giảng thôi. Đề phòng tụi nó bất ngờ phát hiện, mày lui thẳng vào rừng chờ tụi tao. Thôi
Đi đi, lưỡng lự cái gì nữa. Đi nhanh lên, lui thẳng vào rừng. Nó đưa cả cái điếm vào bóp kìa. Kêu đếm xe không đếm, đi đếm ghế đếm làm gì. Tao đếm kỹ rồi, một xe Jeep, hai xe RMC, ba xe nội đồng. Đúng là một tiểu đoàn tăng cường. Rút thôi. Chết cha, nhận nó chờ ở đây mà nó biết nó mất tiêu rồi. Hay nó tự ái bỏ về trước. Cái thằng này tự do quá, gặp phải anh Tư thế nào cũng ăn đòn. Bùn lấy cái mật cho tao nuốt, không tao chết liền bây giờ đó. Trời ơi, này, bị đâu vậy? Cha nội này gan cùng mình luôn. Tới quần ra để tao hút độc giùm cho, nếu không trời cũng không cứu mày được đâu. Để tao hút độc giùm cho, chết tới nơi còn sợ quên. Ý tao tự là được rồi. Ủa sao đùi mày trắng vậy? Mày làm cái gì vậy? Hút độc chứ làm gì. Nè, rắn to, mật lớn, khó nuốt đó. Đưa đây cho tao. Trời, thằng gan thiệt. Rồi, thoát chết rồi. Đã dặn đợi, mà mày còn đi đâu nữa? Lần sau, tao cho mày ở nhà. Thì tụi bay nói phải tự trang bị. Tao phải vô bóp mượn. Một khẩu nè, hai khẩu nè, trên đó hai khẩu nữa kìa. Thank you.
chứ ba nè. Gặp con Bảy thì dễ rồi, còn chuyện của con Sáu thì biết đâu chú với nó có duyên số. Hôm đi gặp bác sĩ Hiệp, chú có kể chuyện với ông già về người mà chú đã đưa lựu đạn giúp chú đánh tàu thằng anh Ba không? Em vẫn dò tìm mà chưa ra. Ai cũng nói em tưởng tượng ra người đó được chứ, em nói thế nào cũng không ai tin. Có mặt ba má thì không tiện nói, giờ tôi nói thật nghe. Hôm đó chính là con Sáu nhà mình. Làm sao chị biết? Sau khi ném trái, nó chạy lên bờ thì nhìn thấy ông già và đám người nhà soi đuốc đi tìm nó. Nó sợ quá, chạy thục mạng lên bờ, chạy về nhà tôi trốn. Ngày hôm sau, nó kể cả nhà không ai tin. Tôi và anh Ba còn la đó là xạo nữa. Vậy thì đúng rồi, hôm đó trong rừng nước tối thui. Nhưng mà lần này em gặp lại Sáu Tân, chắc chắn em sẽ nhận ra. Lính của tôi không thể chấp nhận cái kiểu vô tổ chức vô kỷ luật như vậy được. Cử đi trinh sát lại vô bót lấy súng, mai là chỉ bị rắn cắn, chứ bị bắt hay mất mạng gì mình thì lỡ hết việc lớn. Đúng ra tôi phải tát cho cậu vài cái tát, đuổi cổ khỏi đơn vị. Thưa đại đội trưởng, tôi mới vô bộ đội không rành luật nên cho tôi xin lỗi. Nè, bộ đây là gia đình hay sao mà vi phạm kỷ luật rồi lại xin lỗi? Tôi cấm cậu tham gia chiến đấu 3 tháng, ở nhà làm việc hậu cần cho quen với nề nếp bộ đội. Nhưng thưa đại đội trưởng, như vậy là bất công. Bất công cái gì? Tôi lấy được 4 khẩu súng, lấy công trừ đi tội, vẫn còn lợi ít nhất 1 khẩu tiểu liên. Nè, chú tính thế nào mà lòi ra khẩu tiểu liên? Chú nói nghe coi. Thưa anh Tám, do không có súng nên em tính khẩu này sẽ cho em. Nếu không, cấm cách nào, thèm súng quá em cũng sẽ lại vi phạm kỷ luật, tìm cách lấy bằng được súng của tay. Anh Tám coi, lính mới của tôi đó, vậy là nó đòi khen thưởng chứ kỷ luật cái nỗi gì. Hành động trót lọt như vậy là giỏi, nhưng các chú phải nhớ nằm lòng, người lính là phải có kỷ luật, biết chưa? Giờ anh thay mặt tiểu đoàn cấp cho mỗi đứa 1 khẩu tiểu liên. Súng cũ nộp lại. Vừa rồi anh tư mắng là để các chú rút kinh nghiệm, chứ tiểu đoàn và đại đội đánh giá cao kết quả trinh sát của các chú. Cảm ơn anh Tư nhiều. Tập hợp mọi người nghe, tất cả chú Mỹ trong người đất thôi. Hai, 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 hai. Nè, cái xin nó mê mày lắm á. Anh Sáu ơi, chị em nấu xong rồi, mấy anh nghỉ ăn rồi tập tiếp. Nè, anh là tiểu đội trưởng ở đây, có cái chuyện gì muốn xin lính anh nghỉ thì phải nói với anh, chứ làm gì mà Sáu ơi Sáu ào hoài vậy? Bụng mê nó lắm rồi hả? Mê thì đã sao, bên ghen hả? Tất cả chú ý, toàn tiểu đội tập hợp. Bên trái quay. Trong tiểu đội có anh em nào bơi lội giỏi vượt được sông cái lớn? Thưa anh Tư, tất cả anh em đều bơi được. Ai bơi được qua sông cái lớn bước lên một bước. Thưa anh Tư, những ai bị thương không tính, tính luôn cả tôi là 4. Chiều nay các đồng chí lên đại đội nhận nhiệm vụ. Rõ. Tất cả giải tán. Vô đi. Mày vô lấy đúng hả Mười Ly? Lấy cho em. Nè, anh Sáu mà không vô thì nồi chè không ra. Thôi mày chiều nó chút đi, vô bưng nồi chè ra cho anh em ta ăn, lẹ lên, mình còn làm công tác dân vận nữa mà. Rồi, anh Sáu chiều em vô bưng nồi chè rồi nè. Em giận anh Sáu rồi nghe. Thôi mà, đừng giận nữa mà. Cậu mày ăn rồi để cho người khác đi. Từ từ đi. Nhược cái nha. Nhược cái nha. Chè ngon quá. Chính Lan,
vô đây ăn chè với tụi anh cho vui. Đúng rồi đó, vô đây ăn chè nè chị Lan ơi. Thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ chẳng vào tay ai. Anh là bộ đội của ai thì em vẫn chỉ một hai của mình. Nè, tao đố tụi bay, thằng nào vụ được chính là ăn chè đó. Trong đây Sáu Tân đẹp trai nhất, đúng không? Sáu Tân, trổ tài coi. Mày mà vụ được chính là ăn chè, tụi tao sẽ đãi mày một chầu nhậu. Nè em, bỏ đi là không ngon đâu. Đọc thơ phải đợi người ta đáp lại chứ. Anh là Sáu Tân hôm rồi vô bót lấy súng tay phải không? Là ai á, em hỏi làm chi? Súng tay ai lấy cũng vì ai thôi. Thương ai ai nói một lời, mời ai một chén chè vui ai mời. Xin mời. Ngàn lời không thích không xem, nửa lời mà thích như em phải lòng. Chính anh Sáu mời chè em mới ăn đó nghe. Thương ai á, đâu một chén chè, phải lòng ai chẳng có gì cũng thương. Ai thương thì đây cũng thương, chả cần lời mật lời đường mới thương. Từ nay cho đến lúc tổng truy quét, Việt Minh có khiêu khích đến mấy, chúng ta tuyệt đối không gây áp lực lớn. Lạnh thấy bà, không biết tà tuần chừng nào mới tới. Ông ấy cho mấy anh em vô trong hút đi thuốc đình chính. Thôi được, tụi bay hãy vào trong mà hút đi. Đưa xuống đây, tao giữ cho. Làm hơi cho ấm. Mày thấy làm sao? Tao tới tụi bay ơi. Lẹ lên đi tụi bay ơi. Lên, tàu chạy ngược nên nó chạy chậm. Bây giờ tụi bay tản ra bốn phía, khi nó lên bắn đại vài phát rồi chuyển qua chỗ khác, khi nó về lại bắn đại vài phát rồi chuyển chỗ khác,
rồi lại bắn. Nó chạy xa vậy, làm sao bắn tới? Trúng thì tốt, không trúng cũng chả sao. Nhiệm vụ của chúng ta là nghi binh, để cho bọn chúng thấy chỗ nào cũng có bộ đội. Thôi, nhanh chóng tản ra đi. Má, quánh kiểu này dễ tức. Đánh kiểu này khác gì xua mũi cắn voi. Lên gì kỳ thế mồ luôn. Mày coi kìa, mày có nhìn thấy khẩu súng nòng dài trên kia không? Đó là khẩu đại liên. Tao có cách cướp khẩu súng đó. Nhưng súng đặt trên tàu chạy, làm sao lấy được? Nếu không lấy được cũng phải cho tàu nổ tung. Bây giờ tao tính vậy ngang, mày vô sớm mượn một tấm lưới, chờ đêm xuống chúng ta sẽ giăng lưới ngang sông. Lúc tàu về lưới quấn vô chân vịt, chúng ta sẽ nổ mìn sơi tái nó. Nước chảy xiết như vậy làm sao mà giăng lưới? Thì chờ nước rút, mượn một cái xuồng cắm cọc giăng lưới, không được sao? Nhưng phải bàn với Chính Đen, nó là tiểu đội trưởng. Đời nào Chính Đen dám trái lệnh. Mình cứ làm đại, nó cũng phải nghe. Theo luật kết nghĩa vườn dừa, tao là anh hai, tao quyết định làm. Anh Chính, không thấy tụi kia đâu cả. Mày làm cái quái gì vậy? Tại sao lại bỏ vị trí chiến đấu? Ai bỏ vị trí chiến đấu? Chẳng qua là muốn hốt gọn tụi nó thôi. Tao hỏi mày, mày làm cái trò gì vậy? Lần trước mấy anh đã bỏ qua rồi, lần này mày định lâm tàn hả? Dẹp đi mày. Định cấm đánh tay chứ mày cấm đánh tao. Mày không thích cứ ngồi riêng ra mà xem. Đánh tao cướp được súng, ra tòa án mình tao cũng chịu. Nhưng tao là đội trưởng, tụi bay phải nghe lời tao. Tao là anh hai, tao ra lệnh, tụi bay phải nghe theo. Nhưng tao là tiểu đội trưởng. Thôi, cứ làm theo cách của anh Sáu thì sẽ chắc ăn hơn. Thank you.
Việc gì tụi bay phải buồn? Nếu phải ra tòa án binh, cứ để tao nhận tội. Không lẽ bị xử bắn vì tụi cố ý bắn tao tay à? Mày làm cái quái gì mày phải nhận tội? Tao là tiểu đội trưởng ở đây, tất cả mọi chuyện của tao gánh hết. Không nói nữa. Lần này không những chịu kỷ luật mà còn giải tán tiểu đội. Để mấy đứa trời gầm với tụi bay ở cùng tiểu đội thành giặc hết à? Thưa anh, tụi em có phải ra tòa án binh không anh? Ai nói sẽ mở tòa án binh? Không được đồn lung tung. Chào các đồng chí. Đây là bốn chiến sĩ tự ý đánh tàu. Thôi, nếu cộng công đánh tàu và số vũ khí thu được, trừ đi tội vô kỷ luật thì chúng ta vẫn còn lời, phải không nào? Tiểu đoàn tuyên dương công trạng của bốn đồng chí và nâng cấp cho đồng chí Sáu Tân lên trung đội trưởng trinh sát, rõ chưa? Đồng chí 10 lì và 8C lên tiểu đội trưởng. Anh làm em hết cả hồn. Cậu giỏi lắm. Nếu hai thủ mà biết được chắc chắn sẽ tự hào về cậu. Ý anh đừng nói cho anh hai biết. Em muốn giấu để anh hai phải bất ngờ. Làm sao mà giấu được chiến công gian dội này? Nếu có một nguyện vọng, cậu muốn gì? Em muốn đi thăm em Bảy ở trường y tế trong Bưng. Lâu rồi em không gặp nó. Đồng ý. Cậu bố trí cho cậu Sáu đi nghe. Chào anh. Xin chào. Thưa anh, cảm ơn. Ngồi đi. Việc Wally, vợ của Lâm Quân Phàn, lấy cớ đi theo chồng để có cái bầu. Theo chỉ đạo của anh, em đã theo dõi và xác định cô ta chỉ điểm hầu hết. Địch bắn pháo ở tiểu đoàn Bảy Phàn là Nam Thiệt, cũng cần phải đặt dấu hỏi. Giờ xin ý kiến anh. Đây là một việc khá rắc rối. Tôi đã được nghe Tư A, phó của Bảy Phàn báo cáo. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa xác định được Bảy Phàn đang bị lợi dụng hay đang kín đáo đồng lõa. Cần phải biết chắc trước khi quyết định xử lý. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ mất quan cán bộ. Cậu cứ về dưới thành Phước, dưới lốt bộ đội tăng cường cho địa phương. Nhất nhất phải giữ kín vỏ ngoài. Khi nào có lệnh mới, tôi sẽ báo cho cậu sau. Còn một việc nữa, ông bà già nhờ em đưa quà cho Bảy Lành và dò tìm tin tức của Sáu Tân. Anh có biết hiện giờ Sáu Tân ở đâu không? Bảy Lành đang học ở trường y tế. Mình vẫn chưa qua thăm nó được. Còn Sáu Tân, giá như mình còn ở bên bộ đội thì mình vẫn dò tìm được. Giờ về bên an ninh bận quá nên chưa biết lúc nào tìm được nó. Chắc chắn là nó không ở bộ đội của Bảy Phàn, Tám Thi và những đơn vị hoạt động trong tỉnh. Em sẽ tìm được Bảy Lành. Cậu đừng có chủ quan. Hai đứa nó đã thề sống thề chết.
Không chắc gì nó đã để lộ đâu. Nếu gặp nó, cậu cho mình gửi thứ này. À, nếu tìm được 6 tân, nhớ báo cho mình biết nghe. Con chào má. Có phải Bảy Lành y tá ở đây không má? Đúng là nó ở đây. Ủa mà chú là ai, có dính dáng gì đến nó mà chú hỏi nó? Dạ con là 6 Tân, anh ruột của Bảy Lành nè. Mẹ ơi, có phải 6 Tân là bộ đội của 8 Thì mà đánh tay tay chết đánh tàu tàu chìm đó phải không? Má nói quá đó chứ, con cũng như mọi người thôi. Hai anh em mà sao nó hiền như đất, còn mày thì thì như quỷ sứ phải không má? Độc có. Con nói giỡn cho vui thôi. Con thì giống ông già, còn nó thì giống bà già. Thôi uống nước chờ nó về. Ngồi đi con. Dạ. Để má đi lấy trái cây cho. Dạ. Ăn. Nhà rộng như vậy mà má ở con mình hả má? Đâu có, má ở với ba con. Ông đi bác sĩ, còn có Út nữa. Mà hai hôm nay á, ông đi họp hội nghị y tế miền Đông, thành ra có mình má với Bảy ở nhà. Ăn đi con. Má có 4 thằng trai đi bộ đội, mà lần nào về nhà nó cũng nhắc chuyện 6 Tân đánh giặc như thần. Giá gì mà tụi nó gặp được con thì hãy biết mấy. Ăn đi con, ăn đi. Thưa má, mới về. Bảy. Sao Bảy? Thương Sáu quá đi. Mỗi lần em nhớ Sáu là em lại khóc mà. Được đánh tay là sướng, việc gì phải thương phải khóc. Đến với em. Chà, thấy ra dáng lắm rồi đó nghe. Mới đầu em cũng không nhận ra Sáu. Tao nói cho mày biết nha, bây giờ hả, tao nhậu số 1, còn hút thuốc nè, hơn khói tàu. Còn tán gái á, khỏi chê. Mà nè, mày biết tao thèm cái gì không? Ai biết được. Tao thèm. À, chắc thèm lấy chồng chứ gì. Bảy, nước nhà chưa độc lập, tao không nghĩ tới chuyện đó đâu. Tao chỉ thèm được tấm chung với mày như mọi khi, để được làm con gái một lần nữa thôi. Mát quá ha. Giờ này có ai ra không? Giờ này chắc không ai ra đâu. Ê, ý tưởng một chút đi. Hồi trước ngực sao đẹp lắm, sao giờ lép xẹp vậy? Tao phải uống thuốc nam để ép ngực mới được như vậy đó. Vậy còn những ngày thì vẫn phải dùng bài thuốc rau răm mà chị ba đã dạy. Tao đâu còn cách nào khác, nên cứ phải uống thuốc để giấu không cho người ta biết mình là phụ nữ. Thôi xuống tắm đi Bảy. Xuống lẹ lên. Sáu đen giờ gân guốc quá. Số thanh đàn ông mất rồi. Sau này độc lập, tao sẽ mượn của mày một ít đắp qua. Chào anh, cho tôi hỏi thăm nhà bà hai. Ở đằng kia kìa. Cảm ơn cậu, mình tạm chia tay ở đây. Dạ, đầu giờ chiều tôi sẽ quay lại đón. Ừ.
Thưa má, có phải cô Bảy Lành ở trọ ở đây không ạ? À? Đúng là ở đây, giờ nó ở trường á. Con là bộ đội, đóng ấp nhà cô Bảy. Vào cưới công tác, ông bà già cổ có gửi ít quà, nhân tiện ghé thăm cổ luôn. Trưa nó mới về. Giờ trong nhà có 6 tầng, nó là anh của ông Bảy mới nghỉ phép vào chơi trỏng á. 6 tầng nào hả má? 6 dưới quê, chú không biết 6 sao? Tốt nhất chú đưa tôi coi giấy tờ trong cưới này, cái gì cũng phải rõ ràng hết. Dạ. Giờ đây, má cẩn thận quá. Chú vô gặp sao đi, nó ở trỏng á. Dạ. Anh em trong đoàn quân du kích, cùng dắt súng lên nào. Đi lên, xung phong. Ta họp cùng dân chung giải phong. Thưa anh. Chú tìm ai? Thưa, tôi từ dưới quê lên nhập cứ, tiện cái thăm cô Bảy. Mời ngồi. Tôi là ba bé. Trước đây tôi bị thương, được gia đình của Bảy nuôi và cứu chữa. Con Bảy á, trưa nó mới về. Chú uống nước. Thưa anh, vừa rồi bà chủ nhà có nói 6 Tân là anh của cô Bảy. Mà tôi được biết cô Bảy cũng có một người chị tên là 6 Tân. Ê, chú có biết mặt người chị đó chưa? Ngay cả cô Bảy tôi chỉ gặp thoáng một lần sau khi được chữa khỏi mắt. Còn cô Sáu tôi không biết mặt, vì ở nhà cô Bảy do bị thương bắt kính mắt. Tôi là 6 Tân, anh em con chú bác ruột với 6 ông Bảy. Tôi ở với ông bà già ngoài thị xã, nhưng mà do bị bạn bè chọc ghẹo là 6 Đần, tức quá nên tôi bỏ giáo quyền thành 6 Tân, trùng tên với con 6 mà. Ở nhà ông bà già rất quan tâm đến cô Sáu. Anh có biết hiện giờ cô Sáu ở đâu không? Sao tôi lại không biết? Nhưng mà chuyện dài lắm. Đằng nào thì trưa con Bảy nó mới về. Tôi với chú á, ra quán cháo dịch gần đây nè. Anh em mình làm dài xị, nói chuyện cho biết nhau. Ủa đi, vô. Vô đi. Chiều nay rồi ghé ruộng tàu nè. Cho dữ gọi nào. Chiều nay rồi ra đồng rồi nhậu tiếp. Ra đồng nhậu gì đó ông nội ơi. Nhậu đi được rồi. Ta tới ngoài đồng luôn ông ơi. Lẹ lẹ về hai ơi. Vô cái này ơi. Nè, vô đi. Mày quản lý mấy con trâu mày đó mày. Uống hoài nước nó chậm hoài mày. Con nhỏ này tao nó chịu hổng kỹ. Để tao nhớ mắng nó. Được rồi. Nè, vô đi. Dì hai ơi, cho một lít rượu ngon nha. Dạ. Chú uống thuốc đi. Cảm ơn anh, tôi không uống thuốc. Thật, thằng này nó ăn dịch không tập. Vô đây, uống thuốc còn nguyên nguyên. Dạ, dì lắm. Phải ghiền khói thuốc như khói lửa đạn chứ. Tập hút đi. Chỉ bọn tân binh dắt mũi chưa sạch, mới chưa biết mùi thuốc. Nào, 100%. Vô. Nói thiệt, còn lâu tôi mới trở thành cựu binh được. Mà sao anh Sáu kêu nhiều vậy? Hôm nay phải hết mình. Chú không ăn, tôi ăn. Uống ly tình nghĩa đi. Thú thật với anh Sáu, tửu lượng của tôi yếu lắm. Yếu thì ly đầu cũng phải 100%. Chú không uống thì về chờ con Bảy, tôi nhậu một mình. Ôi, chào hai mày. Còn 6 Tân á, chú cứ về nói với ông già là hiện nay nó rất ngon. Nó tuốt trên Bình Dương á, nó không ở bộ đội mà ở cơ quan phụ nữ. Nó nhận ra tôi chứ tôi đâu có nhận ra nó. Hồi xưa với bây giờ nó khác hẳn, nết na thùy mị hơn con Bảy nhiều. Còn chuyện chồng con thì sao? Em mời anh Sáu. Chú về nói với ông già là bọn đàn ông con trai theo nó như ruồi vậy đó. Nhưng nó tâm sự với tôi chỉ trốn nhà để thoát ly đi bộ đội, còn sẽ chấp nhận cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, vì nó rất tin vào sự lựa chọn của ông già.
đó bữa nó càng cái bắn chết hai con trâu nhà mày hả? Em mời anh Sáu. Mày định chuốc rượu cho tao sai để kể hết chuyện con Sáu chứ gì? Tao nói cho mày biết nha, tao uống cả chai này cũng không sai đâu. Nhưng tao nói thiệt, mày cứ cạn một ly, tao sẽ kể một đoạn về con Sáu. Không uống tao không kể. Bây giờ tao hỏi thiệt mày, tại sao mày hỏi em Sáu tao kỹ dữ vậy? Tới bây giờ chị Ba mới cho em biết Sáu Tân chính là người con gái đã nhận lựu đạn từ tay em, đánh chìm tàu An Be. Đêm hôm An Be tập kích quân Bảy Phàng, em muốn tìm bằng được để báo cáo lên trên khen thưởng. Người chủ thật sự đã đánh chìm tàu. Anh làm sao vậy? Chú kể chuyện lâm ly quá, làm anh cảm động. Dậy. Đi lẹ lên. Quỳ xuống. Dạ. Quỳ. Đào rồi. Ba. Ông đối xử với con vậy à? Không. Dạ thấy. Cô cầm lấy cái này, giật chốt, ném vô tàu. Dạ, em làm được. Thank you.
Chị đây, chị Sáu đây mà. Chị ra ngoài đi, không ai biết bây giờ. Đừng đuổi chị, để chị ở đây một lát rồi chị ra. Sao chị lại như vậy? Chị cũng không biết nữa. Cứ để cho chị ôm, để chị thấy mình vẫn là con gái. Vậy là sao? Các người định loạn luôn, làm dơ bẩn nhà tôi phải không? Ra, đi ra. Dạ, dạ, đưa tôi má. Biểu đi ra, không có má má gì hết á. Quan cho tụi con lắm má ơi. Quan cái gì? Tôi bắt được quả tang rồi mà còn quan. Quan cái nỗi gì nữa? Hồi sáng này tôi thấy cái mặt của cậu là tôi biết cái thứ trời gầm rồi. Sáng mai hai người đi ra khỏi nhà tôi, đi cho khuất mắt tôi. Tới nước này thì phải nói thiệt rồi. Dạ thưa má, tới nước này con đành phải nói thiệt để xin má tha lỗi. Thiệt tình con phải là trai, vì muốn được đi bộ đội chiến đấu, con phải giả trai để được nhận, phải nịnh ngực nút cao cho khàn giọng để trở thành đàn ông, để được cầm súng đi đánh giặc. Vì lâu không gặp em con nên lần này muốn vô để nằm với nhau. Tôi thỏa những ngày ở nhà vẫn ôm nhau ngủ. Nói vậy biết vậy chứ sao tôi tin. Má, nếu không tin má nhìn xem. Mày nghe cái gì? Người ta đang nói chuyện quốc gia đại sự mà đứng đây nghe ngóng để rồi làm loạn hả? Đi chỗ khác. Em Bảy rắn rỏi hơn ở nhà nhiều, do học giỏi và tháo giác nên được giữ lại bồi dưỡng thêm chính trị và học y sĩ, sau này trở thành nòng cốt. Em Bảy ba hoàn toàn yên tâm. Nhưng nó có chỉ chỗ con Sáu không? Con chưa kịp hỏi, vì con gặp anh Sáu, anh họ của Bảy. Anh kể có gặp Sáu Tân ở ban phụ nữ, khu quỹ chiến khu Bình Dương, nhờ học giỏi, lanh lợi lại thêm tháo giác nên rất được tín nhiệm. Dạo này cổ đẹp và trắng. Làm sao mà nó lại phải phiêu bạt lên tận Bình Dương? Nghe anh Sáu nói, vì em Sáu sợ ở lanh quanh trong tỉnh, ba biết được ba bắt đem về. Đó, ông chẳng khắt khe với nó nữa đi. Nó mà lấy chồng tận Bình Dương hả, cho ông mất con luôn. Dạ, về chuyện đó ba má cứ hoàn toàn yên tâm. Vì Sáu Tân quả quyết với anh Sáu, chuyện lấy chồng cứ để nước nhà độc lập, cổ sẽ về nhà cho ba má sắp đặt. Ba má mà đặt đâu á, cổ sẽ ngồi đó. Thằng Sáu, thằng Sáu là thằng Sáu nào mà nó lắm chuyện dữ vậy? Mà cái con Sáu nhà này á, nó đâu có phải là cha mẹ đặt đâu nó ngồi đó. Tao là hai lửa, lại là thứ hai, thì còn quái gì ai trên tao nữa để mà nó làm anh em con chú bắt ruột với con Sáu con Bảy chứ hả? À, mà có khi là người yêu của ông Bảy sợ lộ nên nó phìa ra vậy. Người yêu là người ở ngoài, mà tại sao nó quá đành lòng dạ người trong nhà vậy chứ? Để kể gì con Sáu toàn chuyện xoa dịu tao với má mày cả. Mày hãy kể mặt mũi cái thằng Sáu đó cho tao nghe coi. Ảnh là Sáu Tân, bộ đội của Tám Thi. Chính là Sáu Tân đánh tay giỏi như thần, mà khắp nơi đang truyền tụng bài ca. Bài ca gì? Em kể cho cả nhà cùng nghe đi. Dạ, dạ được. Kể đi con. Dạ. Bót tay chàng kể như nhà, muốn vô lấy súng, muốn ra bất kỳ. Tàu tay nào đáng kể chi, dặn một mẻ lưới là đi tông đời. Lính tay nghe tiếng rụng rời, Sáu Tân khuấy nước chọc trời kiên gian. Sáu Tân hay quá. Hay quá đi. Trong tỉnh này hàng trăm thằng Sáu Tân, mặt xác nó là ai? Nhưng tao hỏi mày, mặt mũi nó ra làm sao? Cái thằng Sáu Tân này làm như nó chui trong rổ của nhà tao ra vậy. Thưa ba, anh Sáu Tân này rượu thay nước, thuốc lá thay cơm, tính khí thì ngang tàn. Con nhớ ra rồi, bên lông mày có một thẻ
thèo nhỏ, lỗ tai có một bụng ruồi. Nè, mày phải nói thật đi. Có phải mày đã gặp con Sáu và con Bảy rồi thông đồng với nhau về đây nói hoàng nói xiên phải không hả? Thưa ba, đến nước này con đành phải nói thiệt cho ba má biết. Hôm qua em Bảy có nhờ người đưa về lá thư này nè. Người trong bộ đội tám thi đánh tay nổi tiếng khắp nơi mà chú ba vừa đọc về chính là con Sáu nhà mình giả trai. Con đã hết hồn lừa lúc nói cho ba biết. Bây giờ nó là bộ đội nổi tiếng rồi, ông không có xử nó được như trước nữa đâu. Bà biết cái gì mà bà. Con Sáu có là bộ đội trời cũng là con tôi. Xuống như đau vậy nhớ không? Còn giúp cái gì nữa? Nằm xuống đây. Nằm xuống. Con nhỏ này, nằm xuống đây. Thằng á, nó không khám đâu mà lo. Dạ, dạ. Nhau. Con thấy nóng và bức rứt trong người quá. Như vậy càng tốt. Con ráng làm chịu một chút đi. Biết đâu tôi cũng theo Việt Minh. Dạ không có mấy người. Ở nhà hai cha con, con gái tôi đang băng viết phát ban, đang nằm ở trong buồng á. Các chú không tin này cứ vào ngoài cửa mà coi. Coi tôi có giấu Việt Minh không? Đi. Quá. Bố nhìn theo. Ra. Thế rồi. Đi thôi. Rồi đi. Con gái bị bệnh, tao không đi lên nhà thương mà thì đã. Đến nhà làm giết con đi. Cảm ơn cậu. Những việc tôi lo. Đi, 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 nhanh. Sao con? Hả? Ngồi nhà coi, coi sao vậy? Hả? Con
không có gì không? Sao nó bệnh sao? Ôi cái gì chết bị nào? Ba có thuốc chứ ba đâu có liều đúng không? Cheers.